Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua nghe báo cáo những nội dung trọng tâm kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri quận Hải Châu chia sẻ những khó khăn của thành phố Đà Nẵng trong năm 2020, nhất là hai đợt dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như đời sống của bà con. Cử tri cũng đánh giá cao kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 của toàn hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Chín ý kiến cử tri đề đạt tại buổi tiếp xúc lần này tập trung vào lĩnh vực môi trường, trong đó đáng chú ý việc xây dựng nhà máy trung chuyển rác trên đường Lê Thanh Nghị chưa thực sự phù hợp, ảnh hưởng đến cuộc sống bà con. Tình trạng đầu đổ xe tràn lan trên tuyến đường Lê Đình Lý, đường Duy Tân thi công quá lâu, ô nhiễm môi trường tại kênh hở Hồ Duy Trừng, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại khu tập thể 76 Trần Phú. Trao đổi với cử tri quận Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và tiếp thu những kiến nghị của cử tri và hứa sẽ tổ chức, chỉ đạo các ban Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát, kiểm tra xử lý. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã thông báo đến cử tri quận Hải Châu một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của thành phố với mục tiêu đạt mức tăng trưởng 6% so với năm 2020. Thì báo cáo bà con là tại kỳ họp thứ 16 vừa rồi thì Hội đồng Nhân dân thành phố cũng khẳng định một cái quyết tâm rất là lớn tiếp tục thực hiện thắng lợi cái mục tiêu kép như cái tinh thần chung mà chính phủ đã quán triệt và thành phố chúng ta cũng đã xác định tinh thần là vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhưng tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế chứ không là không xem nhẹ bất kỳ cái mục tiêu nào. Trên tinh thần đó thì cái mục tiêu của cái chủ đề của năm 2021 chúng ta xác định là năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Một là chúng ta có cái nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cũng dành nhiều cái tập trung chỉ đạo và khẳng định cái vị thế địa chính trị quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong cái sự phát triển chung của cả nước thì chúng ta có nhiều cái nguồn lực thuận lợi từ cái chủ trương này. Thứ hai là từ cái nghị quyết đó thì chúng ta xây dựng cái đồ án quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 chúng ta quy hoạch lại tổng thể cái thành phố này. Cái thứ ba là chúng ta có cái nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, gắn với đó là hiện nay đang kiến nghị sửa đổi cái nghị định 144 về một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng. Thì hy vọng những cái việc này nó sẽ giải phóng cái nguồn lực mà hiện nay chúng ta thời gian vừa qua chúng ta còn khá bế tắc vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có những bế tắc vì giải quyết kết luận của thanh tra và những cái giải quyết những cái hậu quả khác, và chúng ta còn một cái nguồn lực khá lớn là nguồn lực từ cái việc sử dụng và khai thác hiệu quả của quỹ đất mà như cử tri Nguyễn Chí Tẩn cũng có cái đề cập tới đó. Nếu khai thác hiệu quả và hợp lý thì đây cũng là cái nguồn lực khá lớn để phục vụ và cũng là một cái điều kiện để chúng ta có thể có cái hy vọng và có cái động lực, có cái nguồn lực để chúng ta phát triển trong năm 2021 và thời gian sắp đến. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ những khó khăn thách thức lớn của thành phố liên quan đến các vấn đề giao thông, rác thải, nước sạch, việc tái thiết chỉnh trang đô thị, việc xử lý khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp. Để giải quyết tình trạng này đòi hỏi một nguồn lực khá lớn, trong khi đó ngân sách thành phố không thể đảm đương được. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn cử tri thành phố và cử tri quận Hải Châu tiếp tục đồng thuận chung vì mục tiêu phát triển của thành phố Đà Nẵng.